Hello mọi người, tôi là Vinh và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho người một cái mã giảm giá mới trong tháng 6 dành cho những khách hàng mua hàng trên website là 1.vn. Thì đó là một cái mã giảm giá hết sức là hấp dẫn. Nội dung của mã giảm giá như sau, đó là mình sẽ miễn phí ship chậm cho đơn hàng từ 1 triệu và tối đa là 50.000. Ha. Trên 1 triệu ha, và tối đa 50.000, áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 và mỗi khách hàng thì được sử dụng 3 lần. Thì cái này nó bắt đầu từ 12 giờ đến kết thúc vào 12 giờ ngày 15 tháng 6, mỗi người sử dụng 3 lần. Thì cái này mình sẽ giảm giá ship 100% nhưng mà tối đa là 50.000. Thì cái cách hiểu của này như sau, tức là ví dụ mọi người mua một đơn hàng tiền ship là 40.000 thì mọi người sẽ được free ship. Còn nếu mọi người mua một cái tiền ship là 50.000 cũng được free ship, mà là 60.000 thì mọi người chỉ chịu có 10.000 thôi. 100.000 thì mọi người chỉ chịu được có 50.000 thôi. Tức nghĩa là mình sẽ giảm giá 100% nhưng mà chỉ tối đa là 50.000. Thì cái mã giảm giá này sẽ áp dụng được cho tất cả các đơn hàng phát sinh trên website là 1.vn. Thì để đặt hàng trên đây thì mình xin hướng dẫn lại một lần nữa, cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần vào website là 1.vn. Thì nếu mà mọi người dùng điện thoại á, thì nó sẽ hơi bị chụp chặt chút xíu, tại vì cái web mình hiện tại đang có khá là nhiều dữ liệu nên là do điện thoại thì nó hơi chậm. Bên mình đang khắc phục cái chuyện này. Còn nếu mọi người lên trên web thì chỉ cần vô lần đầu là hơi chậm một chút, còn những lần sau thì nó sẽ rất là nhanh. Giống như tôi đang lướt ở đây thì chẳng hạn như mình có rất là nhiều sản phẩm, mọi người cứ tìm mua vô các thư mục ở trong đây nè. Chẳng hạn muốn mua máy pin thì vô khoang máy pin. Thì đây là list tất cả những cái máy pin ở đây. À, quá trời quá đất luôn. Thì chẳng hạn chúng ta muốn mua một cái máy khoan pin Stanley chẳng hạn, thì mọi người chọn mua hàng. Ở này nó còn có một sản phẩm à. Mình coi máy Ken nè, máy Ken là đang còn rất là nhiều nè. Thì mọi người mua. Thì sau khi mình mua thành công thì mình sẽ vô giỏ hàng. À, thì chẳng hạn như ở đây thì nó sẽ mới cho tiền hàng thôi, mình chưa có điền thông tin thì nó sẽ không hiện lên phí ship cho mình. Mình tiến hành đặt hàng. Thì tiến hành đặt hàng thì mình sẽ điền những thông tin đăng ký đăng nhập ở đây. Nếu mình đã đăng ký rồi thì mình chỉ cần điền số điện thoại thôi thì mình sẽ đăng nhập. À, rồi xong. Rất là nhanh, rất là đơn giản. Thì mình sẽ có một cái mã để mình điền vô đây. À, nếu mà mình không có đăng nhập cùng cái Facebook, nếu cần cầu cùng Facebook thì nó sẽ ok. Mã này sẽ được gửi về điện thoại của mình. Chẳng hạn như cái mã này là 961 291. Cái cách này sẽ giúp cho chúng ta không bao giờ bị quên mật khẩu. À, mọi người không bao giờ bị quên mật khẩu. Mình xài mọi nhiều mật khẩu quá mình hay quên. Cái lúc mình vô cái lại mình không nhớ cái mật khẩu đó là cái gì. Đây, tiến hành đặt hàng. Ở đây mình có điền sẵn cái thông tin mẫu. Ở đây nó có chuẩn phí ship. Ví dụ như area 1 là 71 nè, nó là hai đơn vị vận chuyển khác nhau. Ở đây mọi người sẽ không thấy nó là của thằng nào, chỉ vấn đề chỉ phí ship và ngày ship. Thì mình tiến hành thanh toán. Để chỗ mã giảm giá thì mọi người sẽ điền như sau: tháng 6 vui vẻ và áp dụng. Không hợp lệ hả? Mình sẽ save lại nha. Quên save. Thì mọi người ở đây mình thấy ở đây mình được giảm 50%. Ở 50.000 tiền ship của mình tổng cộng là 78.100 đồng cộng với tiền hàng nữa ha, thì nó hơn là 1.500.000 rồi, nhưng mà được giảm 50.000 thì nó còn cho 1.400.000 mình xác nhận. Vậy là xong. Thì đây mình sẽ quản lý cái đơn hàng của mình ở đây ha, thông tin tài khoản đó, địa chỉ giỏ hàng. Ok, rất là đơn giản đúng không? Và cái chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 6. Mọi người tranh thủ nha. Thì chương trình này sẽ không áp dụng đồng thời với những cái chương trình khác, nên là mỗi một cái chương trình khuyến mãi chỉ được áp dụng cho một cái mã thôi.
chứ không phải là giờ cùng giảm giá này và dựng giảm cái kia thì không được. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem theo dõi video. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.